Nhân chuyến làm việc với thường trực của ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm khu di tích căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại nhà bia tưởng niệm trong khu di tích, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo một số ngành đơn vị cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu, huyện Hòa Văn và ban liên lạc quận gì đã đặt vòng hoa, dân hương và mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc bí thư thành ủy nguyễn văn quảng cùng đoàn cũng đã tham quan nhà truyền thống tìm hiểu về những hiện vật lịch sử và nhà mô hình của các hộ dân tiêu biểu đào hầm bí mật trong kháng chiến chống mỹ huyện ủy hòa Phan và ban các sự đà nẵng đã chọn làng hồng phước làm căn cứ lõm cách mạng với mặt danh b một Cả làng có 64 hộ dân, đều là cơ sở cách mạng với hệ thống 46 căn hầm bí mật. Các hầm bí mật được bảo vệ an toàn tuyệt đối với trong suốt kháng chiến chống Mỹ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyện Phan Quảng bày tỏ xúc động khi đến thăm khu di tích và nhấn mạnh qua nghiên cứu lịch sử và những tư liệu hình ảnh trưng bày cũng như gặp các nhân chứng lịch sử. Những người trực tiếp sống chiến đấu tại căn cứ thì càng thấy rõ sự gian khổ hy sinh của đảng bộ nhân dân nơi đây, đặc biệt là sự gan dạ sáng tạo của nhân dân Hồng Phước trong cách mạng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng những đóng góp của nhân dân Hồng Phước vào sự nghiệp giải phóng đất nước và thành phố Húng thật là to lớn. Đây chính là động lực và trách nhiệm để các thế hệ sau phải quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố Húng phát triển xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cán bộ đảng viên nhân dân Hồng Phước trong chiến tranh, trực tiếp ghi vào sổ vàng truyền thống tại khu di tích những chia sẻ đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Liên Chiểu phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy triển khai việc tái bản cuốn lịch sử căn cứ lỏng cách mạng B1 Hồng Phước, đồng thời chủ động đề xuất việc sử dụng khu đất phía sau nhà truyền thống để xây dựng công viên. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích căn cứ lỏng cách mạng B1 Hồng Phước.